À, xin chào em. Thì đây là có một cái tựa game là dạng game online. Một game. Game này là game online. À, cái tựa game này tên là Slider.io. Slider.io. Thì trên máy tính thì trên cái trình duyệt các cái bạn bấm là Slider.io thì nó sẽ vô cái này. À, thì cách thức chơi là mình có thể là đơn giản. À, thì đây là mình đang chơi trên cái mobile, trên điện thoại Android của mình. À, thì game này là nó là dạng là online, là chơi là dạng như chơi là liên minh vậy đó, mỗi con là một người mà dạng là chơi online, có nghĩa là toàn cả thế giới là chơi trên cái game này. À, cho online trên cái slider.io này thì có thể là chơi cái là tải cái phần mềm slider.io trên CH Play. Ở trên website đó thì nó sẽ có cho trò chơi này. Thì cách thức chơi là các bạn đơn giản lắm, các bạn nhập nhập nickname của các bạn vào, ví dụ là mình sẽ nhập là chữ đúp 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 này 4 5 rồi. Mình sẽ nhập nickname mình là 5 chữ đúp là xong rồi. Bạn có thể là chơi chơi online này, hoặc có thể là chơi offline rồi. Và cái thứ hai nữa là mình có thể chọn chế độ mình di chuyển. Thì có thể mình di chuyển dựa vào cái mũi tên này, dựa vào cái tay, hoặc là dựa vào cái này. Thì mình chơi dựa vào cái này. Rồi, ok. Rồi, các bạn bấm vào online rồi, play online rồi đó. Mình sẽ chơi. Rồi các bạn muốn bấm mà nó giờ chạy nhanh đó, thì bạn bấm vào cái tam giác này đó. Chạy nhanh. Thì sau khi nó chạy nhanh thì nó sẽ mất một cái đoạn nào đó trong cái thân hình của mình. Thì bạn ăn càng nhiều thì nó sẽ lớn lớn nhiều hơn. À, và nếu mà mình đã tốc độ của mày con quần mày nhặt. Thì game này là dựa vào quảng cáo, thì quảng cáo là nhiều nên chơi cái này thì hơi ức chế. Chơi này là cái hay này. Chạy 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 lì lợm mày. Con này ở trên này có con sắp chết nè. Quay không có tin được. Thì game này là những trẻ em thì hay chơi cái này thì cũng hay. Ấy ngon. Đây.
Thì các bạn thấy là mình chơi là tương đối dở. Ốc chơi cho nó lớn 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 chứ. Ơi, lái gùng vậy ta? Coi cách này coi. Cách này cho hay hơn này, ngon này. Cách này chơi hay hơn á. Bây giờ cách này chơi ngon này. Thì khi mình chạy thì mình sẽ mất một khúc này không? Chơi game này là mình người ta chơi chơi vật tiếng trên cái trang web quên được rắm slider.io thì nó sẽ ra cái trò chơi nó mình nhập kia mình muốn nhập tên gì thì nó vẫn là cái tên đó thôi. Thì mình có chơi được trò chơi này tương đối đơn giản nè. Thôi đây. Hai con khùng. Mình biết là nó thâu tóm mình rồi, chạy vô eo chết chết chơi trời. Ô, ngu 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 nó chạy giết mày nha. Đã một con vô dòng một con ngu 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 với tao đây. Dám bắt anh mày à mày. Mày tự nước ăn mày dở bắt quá không mày. Là như bạn thấy rồi chơi này tương đối dở nè. Dù là mình rảnh thì mình sẽ lên chấm slider.io mình chơi cái trò này. Thì mà mình muốn chơi điện thoại thì mình sẽ tải cái phần mềm trên CH Play giờ mình chơi. Đây, như vậy ok. Sau khi chơi thì nó có cái độ bị kéo như thế này. Rồi. Rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp các bạn trong video là sau.